là anh Lê Quế Dương luôn luôn sẵn sàng cho sự đổi mới. Và Phương Mai hỏi thật là đã bao giờ những sự đổi mới của anh vấp phải những ý kiến trái chiều của khán giả không? Tức là chúng ta không thể tin tưởng rằng 100% những gì mình làm sẽ được mọi người đón nhận. Cái đó là rất đúng, bởi vì ở đây chúng ta phải thừa nhận một cái quy luật rất khách quan rằng cái mới nó không bao giờ thuộc về số đông. Bởi vì khi cái mới mà được số đông thích thì nó trở thành cái cũ rồi. Ở đâu cũng vậy thôi, chúng ta còn phải chịu và phải chấp nhận một quy luật, tức là cái mới nó phủ định cái cũ. Và cái mới nó luôn luôn gặp phải những rào cản, gặp phải những sự thách thức, thậm chí gặp phải những phản biện, gặp phải những sự phủ định. Thì cái gì là cái để chúng ta có thể luôn luôn đi tiếp và luôn luôn, đấy chính là cái niềm tin của chính mình. Mà cái niềm tin đấy thì nó lại xuất phát từ cái ý tưởng của mình. Là tôi lại quay trở lại câu vừa nãy, tức là cái ý tưởng đấy nó lại phải bắt nguồn từ cảm xúc của mình. Mà cảm xúc đấy nó lại từ một thái độ rất nghiêm túc để mà nghiên cứu cuộc sống xung quanh, nghiên cứu cái nghệ thuật của mình làm. Và cả với đam mê nữa đúng không ạ? Tất nhiên rồi. Không chỉ tổ chức và đạo diễn các chương trình văn hóa ở trong và ngoài nước, mà bây giờ thì anh còn mở cả một trung tâm đào tạo của riêng mình nữa. Đúng rồi, cái trung tâm đào tạo này thì thực ra nó là một cái nơi hoàn toàn có tính chất truyền nghề. Ở đây tôi muốn hướng đến những bạn trẻ, những người mà họ thực sự thích công việc này và họ tìm đến với mình. Đấy thì mình cũng truyền nghề lại cho họ, chia sẻ lại những kinh nghiệm với họ. Và một trong những cái tiêu chí ở chỗ chúng tôi á, tức là tôi tạo nên những cái cánh cửa, tôi tạo những sự lựa chọn và các bạn ấy tự mở. Mình nên để cho thế hệ tương lai họ đi đến với thế hệ trẻ, họ đi đến với tương lai bằng cái cách riêng của họ. Mình chỉ là cái người hướng dẫn, mình chỉ là cái người dìu dắt. Mình không nên trung tâm Lê Quý Dương thì sẽ tạo nên một thế hệ học viên giống hệ Lê Quý Dương thì không nên. Cái đó là rất không nên. Mà mình chỉ tạo nên những cái nền tảng đầu tiên và họ sẽ tự bước vào cuộc sống, họ sẽ tự làm nghề bằng cái cách của họ. Mình hướng dẫn các bạn trẻ, mình không chỉ nên hướng dẫn những điều tốt đẹp mà mình phải hướng dẫn cho các bạn cả những cái mà chính mình đã vấp ngã, chính mình đã phải trải nghiệm. Thì khi các bạn ra, các bạn sẽ tự tin hơn. Và cuối cùng thì các dự định trong tương lai của anh là gì ạ? Thực ra thì tôi cũng đang mong muốn có một cái tham vọng, tức là tổ chức cái Đại hội Sân khấu Thế giới lần thứ 36 vào năm 2018 ở tại Việt Nam. Và đây cũng sẽ là cái gì kỷ niệm 70 năm của Hiệp hội Sân khấu Thế giới 1948-2018. Cái sự kiện này nếu như chúng ta có thể làm được thì đây sẽ là một cái dịp có thể nói là vô cùng đặc biệt, vô cùng may mắn để toàn thể giới nghệ sĩ sân khấu Việt Nam có thể thực sự là hòa mình vào trong các cái trào lưu chung cũng như là cái sự phát triển của sân khấu thế giới. Rất cảm ơn anh Lê Quế Dương đã đến với chương trình Mỗi Sống Mỗi Ngày và chia sẻ những câu chuyện về anh, về công việc. Và một lần nữa cho phép Phương Mai chúc anh sẽ tiếp tục thành công hơn nữa trong công việc của mình. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn Mai. Quý vị và các bạn thân mến, chia tay với đạo diễn Lê Quế Dương, ngay sau đây Phương Mai xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với mục Tận Hưởng Cuộc Sống.